ăn rau ngót có giúp giảm nồng độ axit uric không? Rau ngót được xếp vào danh sách một trong những loại rau lá có hàm lượng purin thấp nên an toàn với người bệnh gút và những người có hàm lượng axit uric cao. Trong thành phần của loại rau này cũng chứa nhiều dinh dưỡng canxi, sắt, magie, mangan, photpho, kali, natri, kẽm, đồng. Đặc biệt, rau ngót còn được biết đến là một loại rau cực kỳ giàu vitamin như A, B1, B2, A, C. Thậm chí, hàm lượng vitamin A và vitamin C trong thành phần của rau ngót còn vượt trội hơn so với một số loại hoa quả có múi như cam, bưởi. Lượng vitamin C từ rau ngót khi hấp thụ vào cơ thể sẽ làm giảm axit uric máu bằng cơ chế phân hủy các axit uric và đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Vì vậy, người bệnh gút có thể bổ sung rau ngót vào thực đơn ăn uống hàng ngày để duy trì sức khỏe ổn định.